ông park chia tay tuyển việt nam bầu đức nói câu đặc biệt duy nhất sau khi vff chính thức không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên park hang seo bầu đức chỉ mỉm cười và chia sẻ đặc biệt về bản hợp đồng thành công nhất lịch sử bóng đá việt nam bầu đức luôn cháy hết mình vì bóng đá với một sự cây cú ăn thua tích cực hiện rất rõ trong cách làm bóng đá ông từng khiến cả đông nam á chấn động khi đem ngôi sao số một khu vực kia Sắc và dàn sao thái lan sang phục vụ cho hoàng anh gia lai Ngoài việc nâng tầm câu lạc bộ, ông Đức còn luôn ấp ủ sẽ làm sao bóng đá Việt Nam triệt hẳn căn bệnh, sợ thái. Quyết tâm đó đã thể hiện rõ qua việc ông bỏ tiền hợp tác với JMG Khi đó cũng đang phát triển ở Thái Lan và gã khổng lồ Arsenal để xây học viện bóng đá quy mô và bề thế số 1 Việt Nam vào năm 2007. Và khi lứa U19 Việt Nam 2014 chưa thể hiện hết tiềm năng của mình, Bầu Đức đã chủ động bay sang Hàn Quốc để chia sẻ giấc mơ và triết lý bóng đá của mình, ký hợp đồng và đem huấn luyện viên Park Hang Seo về để mở ra 5 năm hoàng kim, thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Từng đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam, có những sản phẩm hiện hữu thấy rõ và dễ đo đếm như các cầu thủ, huấn luyện viên và hàng ngàn tỷ đồng bỏ ra, nhưng Bầu Đức cũng có góp sức không ít phát kiến khó đo đếm khác. Như cách thay đổi tư duy đầu tư bóng đá chẳng hạn. Nhưng chắc chắn chữ ký của huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn sẽ luôn được nhắc đến nhiều nhất. Chuyện tình giữa huấn luyện viên Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam không chỉ dừng ở bộ sưu tập đồ sộ, với chức vô địch AFF Cup 2018, hai tấm huy chương dạng bóng đá Nam SEA Games 30 và 31, Á quân U23 châu Á 2018, top 4 ASEAN 2018, tứ kết ASEAN Cup 2019, lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ý nghĩa đặc biệt của mối lương duyên này còn sâu rộng hơn nhiều, từ chỗ là biểu tượng sự hợp tác của hai dân tộc Việt Hàn đến xây dựng triết lý bóng đá và văn hóa chiến thắng cho các đội tuyển Việt Nam. Để rồi sau 5 năm, toàn bộ mọi đội tuyển trẻ của Thái Lan đều không thể thắng được Việt Nam trong năm 2022. Vậy, ông Park có ý nghĩa với bầu Đức như thế nào? Đem câu chuyện này hỏi mãi thì ông Đoàn Nguyên Đức mới nói ngắn gọn, tôi và ông ấy có tình yêu đặc biệt nói ra lại thừa rồi. Rất thú vị khi người đàn ông có tính cách nói và làm không ngại sóng gió lại có cách thể hiện tình cảm như thế. Nhưng ngẫm lại, có lẽ Bầu Đức đã gửi thông điệp ý nghĩa nhất đến ông Phát bản hợp đồng thành công nhất 20 năm làm bóng đá, hơn cả Kia Ti trước đây, nếu xét trên góc độ đóng góp cho quốc gia. Mà quan hệ giữa họ, từ lâu đã không còn là ông chủ và người làm thuê. Còn nhớ sau chức Á quân lịch sử giải U23 châu Á 2018, tại Thường Châu, Trung Quốc, sau khi thực hiện các nghi lễ mừng công, việc đầu tiên ông Phát làm là bắt máy bay lên Gia Lai chỉ để bắt tay ông Đức. Không nhiều người biết, hai người đàn ông có điểm chung về tính máu lửa, ông những khát vọng và hoài bão lớn lao với bóng đá Việt Nam đã chia sẻ những gì trong đêm đó. Nhưng có một thực tế, cả hai đều chưa một lần thổ lộ ra ngoài, và bóng đá Việt Nam sau đó tăng tốc với 4 năm thành công vang dội. Sự đồng điệu và tình cảm đặc biệt giữa Bầu Đức và ông Thác vốn không cần phải thể hiện ra bằng lời nữa. Trước mắt huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ là AFF CUP 2022, chiến dịch lớn cuối cùng với tuyển Việt Nam trước khi bàn giao chiếc ghế huấn luyện viên trưởng và cả di sản bóng đá đồ sộ của mình. Chắc chắn, Bầu Đức sẽ vẫn kiên định ủng hộ dõi theo hành trình cuối cùng của ông Park trong màu áo tuyển Việt Nam. Còn ông Park sẽ gắn bó ở Việt Nam hay không, với bầu Đức hay ai, có lẽ cả hai đều thấu hiểu, bởi tình cảm của họ đã quá đặc biệt rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.